Xin được kính chào tất cả quý vị và anh chị ạ. Hôm nay thì bên em về thêm được một chiếc xe Mazda 6 phiên bản 2.0 Premium, sản xuất năm 2019, biển thành phố. Xe thì có lẽ không phải nói nhiều đúng không ạ? Tại vì như mọi người đang nhìn thấy ở đây thì cái nước sơn của nó còn có thể soi gương được. Thật sự là quá là bóng và đẹp, quá là tuyệt vời luôn cho một chiếc xe khi mà chạy siêu lướt như thế này, rất rất mới. Đặc biệt là với những anh em nào mà còn trẻ thì chắc có lẽ khó có thể từ chối được một chiếc xe Mazda 6 như thế này đúng không ạ? Tại vì cái nước sơn của nó sau 2 năm sử dụng thì vẫn còn rất là mới. Thêm một điểm cộng nữa cho chiếc xe này thì với cái giá thành của nó hiện tại chỉ chưa đến 800 triệu, hơn 700, chưa đến 800 thì Mazda 6 lại là một sự lựa chọn cực kỳ hoàn hảo trong cái phân khúc tiền chọn một chiếc sedan đời cao để đi. Bây giờ Mazda 3 bản Premium có lẽ cũng phải xem cái giá chiếc này rồi. Thì tại sao phải đi Mazda 3 trong khi phân khúc của Mazda 6 này là một phân khúc hạng D, đẹp hơn hẳn, giá lại êm hơn rất rất nhiều. Chiếc này màu xanh, có lẽ video này màu xanh này rất là chuẩn đấy ạ, rất là đúng với màu ngoài đời luôn. Màu xanh này là màu xanh đen, có thể gọi là màu xanh 42M mọi người nhé. Có hai màu xanh, có một màu xanh 45B nữa. Và màu này là chuẩn mã màu của nó là màu xanh 42M. Màu này cực ngầu luôn, nhìn rất là giống Porsche hay là giống những cái xe cao cấp hạng sang. Đó, những cái mép cửa rồi đến các cái ba bu lê ở đây. Thân cánh cửa mọi người có thể nhìn thấy được đúng không ạ? Rất rất mới luôn. Xe thì đã được bên em cho spa rồi, cho nên là anh em có thể đến lấy xe bất kỳ lúc nào. Quý khách hàng có thể lấy xe bất kỳ lúc nào. Chiếc xe này thì cạnh tranh trực tiếp với cả Toyota Camry. Nếu như so sánh một chiếc xe Toyota Camry phiên bản 2017 thì bây giờ cũng xem xin lỗi mọi người, nếu như so với một chiếc Camry 2018 bản 2.0e thì nó cũng phải xem tiền xe này. Nhưng xe này của em là sản xuất 2019 và là mẫu mới, model mới mọi người nhé. Nếu như so với một chiếc 2.0 Toyota Camry 2.0 2019, cái mẫu mới, cái model mới ấy, thì giá của nó lại hoàn toàn khác, cao hơn rất là nhiều. Trong khi cái lượng khách hàng của Mazda này thì lại là một lượng khách hàng riêng, khách hàng nhất định. Đó. Lốp zin theo xe. Xe thì lốp còn khá là dày ở đây, mọi người có thể thấy được. Lốp còn khá là dày đây. Lốp từ đếp cuối năm 2018 ạ. Cái này sản xuất 2019 thì cái lô đầu tiên của quý 1 năm 2019 nó sẽ sử dụng lốp của 2018 nếu như là còn nha mọi người nhá. Đó. La răng này thì sẽ được sử dụng loại la răng R19 đó. Đây lốp zin theo xe này. 2018 ấy. Lốp còn rất là dày luôn. Tất cả các cái ba bu lê ở đây rồi, các cái cánh cửa, thân cửa đều nguyên zin 100% mọi người nhá. Tất nhiên là xe đã qua sử dụng thì không thể tránh được những cái chuyện xước sát. Nhưng mà xe của em thì sẽ được khẳng định và đảm bảo chất lượng 100% khi anh em có thể mang xe vào hãng hay bất kỳ gara đại lý nào trên toàn quốc để có thể kiểm tra chất lượng. Bên em bao test ạ. Ngoài ra thì vẫn có văn bản cam kết rõ ràng với quý anh chị khi mua xe ạ. Đó. Trên chiếc xe này thì sử dụng động cơ 2.0. Và bản này là bản Premium, bản cao cấp nhất. Đó. Bản thường thì cũng là 2.0, nhưng nó sẽ thiếu đi rất là nhiều các cái option. Và la răng thì nhỏ hơn mọi người nhá. Lát nữa thì cái phần option em sẽ giới thiệu ở bên trong khoang nội thất. Bây giờ thì mời mọi người nhìn qua một chút, sau đó thì chúng ta sẽ vào khoang nội thất sau nhá. Cốp đầy đồ thì khá là rộng rãi cho một chiếc sedan hạng D. Những cái này đồ cũ của chủ cũ thôi, cái này thì em sẽ bỏ đi sau. Lốp sơ cua còn nguyên zin ạ, chưa hạ, chưa chạm đất. Đó. Đây là khoang nội thất của chiếc xe, ghế lái đây, không hề bị móp mép hay bị bẹp gì cả. Rất là mới luôn. Đó. Đây thì sẽ có nhiều ghế hai vị trí ạ. Ghế lái đây, rất là mới. Vô lăng zin nguyên bản hết ạ.
Ở hàng ghế thứ hai thì rất là rộng rãi, thoải mái, khi mà khoảng cách ngồi ở người phía trước và phía sau nó rất là rộng. Trần xe thì còn sáng và sạch ạ. Nói chung là xe cũ thì không thể nào đẹp và long lanh được như xe mới, không thể đòi hỏi nó như một chiếc mới tinh được. Và tất nhiên là xe cũ thì chúng ta sẽ có những cái nó chưa được hài lòng. Tuy nhiên để với cái số tiền mình bỏ ra thì trong cái tầm mình bỏ ra thì em thấy như thế này là rất là ok rồi, rất là ổn rồi. Mua một chiếc xe lướt thì cái việc chất lượng của nó mới là cái việc quan trọng nhất. Máy móc, khung gầm, rồi đến tất cả những chi tiết ở bên trong, nó còn đẹp hay không, hay còn mới hay không, thì là đấy mới là yếu tố mà quan trọng nhất. Còn tất nhiên là một số cái hao mòn theo thời gian thì quý anh chị cũng phải thông cảm, không thể đòi hỏi nó như mới được. Ở đây thì sẽ có cảnh báo lệch làn, có chip cảm biến này, có rèm điện ở phía sau. Đây là bản premium nên sẽ được trang bị những cái option này mọi người nhé. Và thêm nữa thì ở đây có gẩy số vô lăng, đèn auto ạ, đèn bật auto và có gạt mưa auto. Thì bản 2.0 premium mới có, còn bản 2.0 thường thì sẽ không có đâu ạ. Đó. Rất là mới. Khoang nội thất đấy, tất cả những cái chi tiết ở đây đều được đảm bảo 100%. Zin đét 100% hết ạ. Ờ, xe chạy 33.000 km. Ở đây thì có hắt kính lái, hiển thị tốc độ trên kính lái. Rồi bây giờ thì em sẽ báo giá để cho mọi người cùng tham khảo về chiếc Mazda 6 này nhé. Hiện tại chiếc Mazda 6 sản xuất năm 2019, phiên bản 2.0, màu xanh 42M, chạy được 33.000 km. Biển số thành phố sang tên Hà Nội thì sẽ không mất 20 triệu lệ phí cấp biển ạ. Hiện tại thì giá của chiếc xe này bên em đang bán ở trên thị trường với giá là 770 triệu ạ. Anh chị nào có nhu cầu mua chiếc xe này thì có thể alo trực tiếp cho em qua số điện thoại em đang để trên màn hình, hoặc là inbox trực tiếp cho em qua Zalo, Facebook cá nhân của em với tên là Song Thảo để có thể thương lượng và trao đổi về giá cả của chiếc xe. Hoặc là các anh chị ở gần thì có thể bớt chút thời gian qua trực tiếp cửa hàng của em ở số 89 đường Trần Thái Tông, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Anh chị có thể qua đây để xem xe cùng với em, trải nghiệm hoặc là uống một ly trà với em thoải mái. Bên em rất là vô tư trong cái việc giao lưu kết hợp. Còn các anh chị ở tỉnh, ở xa thì yên tâm nhé, bên em bao test và giao xe tận nhà. Chỉ cần anh chị đặt cọc, sau đó bên em sẽ ship xe đến tận nhà cho quý anh chị. Sẽ có những cái giao dịch rồi chúng ta sẽ cùng trao đổi. Ngoài ra thì bên em còn rất là nhiều dòng xe ô tô đã qua sử dụng cần mua bán và trao đổi. Từ những dòng xe bình dân cho đến những dòng xe sang, siêu sang như Lexus LX570 sản xuất năm 2018-19, những chiếc xe siêu lướt. Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng em trong video này. Mọi người đừng tiếc một like, một lượt đăng ký kênh YouTube này của em để có thể ủng hộ em làm những video sắp tới và để tăng tương tác cho chúng ta khi mà chúng ta có thể gặp nhau thường xuyên hơn trên mạng, để chúng ta có thể nhìn thấy nhau được nhiều hơn và mọi người, các bác ở nhà có thể xem được nhiều video của em hơn. Thì nhớ ấn đăng ký kênh rồi ấn like video và cho em xin một lượt comment vào video này của em. Còn cuối cùng thì xin được kính chúc mọi người thật nhiều sức khỏe, may mắn và thành công. Xin chào và hẹn gặp lại.